Sáng nay, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 tổ chức hội nghị giao ban quý 1 năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2. Quý đầu năm, Quân đoàn 4 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, giữ vững ổn định về mọi mặt. Để đạt được kết quả cao, công tác lãnh đạo chỉ huy được quân đoàn quán triệt, thực hiện nghiêm túc kế hoạch, mệnh lệnh, chỉ thị, nghị quyết, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn. Đồng thời tuyển nhận chiến sĩ mới đảm bảo chất lượng, ra quân huấn luyện, đào tạo đúng đủ thời gian nội dung. Hội nghị đã chỉ rõ nguyên nhân tích cực và hạn chế, đưa ra các chủ trương, biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quý 2.